Hello, hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay mình có hai con da mèo. Hôm nay con này là mình mua ở trên mạng. Mình cũng đã dùng qua rồi. Bây giờ hôm nay mình sẽ làm một cái video để test thử con này. Con dao này. Và con da mèo này mình cũng đã dùng khá lâu rồi. Mình một thời gian đã không dùng nó rồi. Con này mua ở ngoài chợ. Con này chỉ rẻ thôi. 100 nghìn. Con này da mèo này bằng nhíp ô tô này cũng khá là sắc đấy. Con này mình thì hôm kia mình mới mua trên mạng. Cái này mình dùng xong mình đã kiểu như là không lau khô đi, mình đã đút vào cái này, bây giờ nó đã kiểu như là gì gì. Con dao này nếu mà mình dùng xong bị ướt thì mình phải lau khô đi, đút vào nó mới không bị gì. Nay mình sẽ làm clip là mình sẽ dùng con dao mua trên mạng này, mình sẽ chặt thử con dao, chặt vào con dao mình mua ở ngoài chợ này xem độ cứng của nó như nào nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ không nói nhiều nữa, mình bắt đầu thử đấy các bạn, mình sẽ để đây bắt đầu thử nha các bạn. Như này á, đây mình sẽ thử như này các bạn. Bắt đầu nha các bạn nha. Và đây là vết chặt đầu tiên. Đây. Đây là con dao trên mạng này. Nó đã bị cũng bị mẻ một tí rồi các bạn. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy không? Bị trắng và bị mẻ một tí. Một ít rất là bé luôn. Cái này thì còn con này thì các bạn nhìn thấy đấy, mua ngoài chợ mà. Nó khá là mềm. Chặt một phát nó đã lõm xuống hẳn nửa centi rồi. Năm gần nửa centi đấy, hơn nửa đấy. Nó khá là mềm các bạn. Đấy. Cho nên là mình đã thử mua một con dao từ trên mạng về. Đây, thử mua con này trên mạng về. Bởi vì ngoài chợ nó con dao thì nó không được đẹp mấy. Nó rẻ thôi nhưng không được đẹp. Và trên mạng về nó cũng cứng hơn. Con dao này mình chưa ưng ý mình lắm các bạn. Chưa được như những con dao người Mông làm ấy. Ở bên Tây Bắc mình lên trên YouTube để xem là người ta làm thủ công ấy, rất là đẹp. Mình sẽ chặt thêm phát nữa các bạn nhé, để xem như nào này. Đây nha các bạn, mình sẽ chặt vào cái đầu nhọn này như nào các bạn nhé. Đây các bạn, nó dính chặt như này. Các bạn, đây. Đây là vết chém thứ hai nha các bạn. Nó cũng giống như vết chém đầu tiên. Nó cũng bị mẻ giống như vết chém đầu tiên một tí thôi. Còn con dao ngoài chợ này. Các bạn nhìn này. Nhìn nó rất là mềm luôn các bạn ạ. Đây. Các bạn nhìn xem. Chém một cái này. Đi như này rồi. Con này mình cái lúc mua thì mình hỏi cũng là từ nhíp ô tô, không biết có phải không. Bây giờ nó đã mềm như này các bạn. Còn con này thì độ cứng nó cứng hơn. Nhưng mà mình nghĩ là con này nó đã mềm như này, con này cứng như thế sao vẫn mẻ một tí rồi đi các bạn ạ. Mình vẫn chưa hài lòng với con dao này lắm các bạn. Rồi video mình test cũng xin kết thúc ở đây nha các bạn. Xem video nhớ like và subscribe kênh của mình nhé.